Mặc dù sáng sớm nay trời Hà Nội mưa như chút nước, song tại các điểm thi trên địa bàn Hà Nội đều có đầy đủ lực lượng công an, tình nguyện viên phân luồng giao thông, đảm bảo đường đi lối lại thông thoáng, không để xảy ra ùn tắc. Các thí sinh đến dự thi tại các điểm thi đều được hướng dẫn phân luồng, đảm bảo giãn cách và thực hiện 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế trong phòng chống dịch. Chúng tôi đã chuẩn bị tất cả các phương án về các tình huống y tế và thời tiết. Tất cả các tình huống y tế có thể xảy ra thì chúng tôi đã diễn tập ngay hôm qua rất chi tiết. Và chúng tôi tin rằng là chúng tôi sẽ rất chủ động xử lý các tình huống y tế để phục vụ cho kỳ thi đảm bảo an toàn, nghiêm túc đúng quy chế. Và cái đề thì ra thì cũng đã rất là tính toán tới với cái thời gian tương ứng với cái việc mà đánh giá năng lực của các em. Tôi tin rằng là các em cũng không ảnh hưởng gì về mặt tâm lý. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, năm nay thành phố Hà Nội đã 3 lần điều chỉnh lịch thi vào lớp 10. Cùng với đó là học sinh chủ yếu ôn thi bằng hình thức trực tuyến. Chính vì vậy, hầu hết phụ huynh đều cảm thấy lo lắng. Năm nay là lần thứ 2 mình đưa con đi thi, bạn này là bạn thứ 2. Cho nên là cái cảm giác mình lúc nói chung là cũng có chút lo âu vì các con học online. Nên là mình nghĩ là cái chất lượng của các con nó cũng có một cái chút nó bị giảm đi đấy. Mình cảm thấy cũng rất là hồi hộp và lo lắng. Vì vừa rồi là cũng dịch nên là các con nó học hành cũng không học qua online thì mạng nó nhiều lúc nó yếu. Cho nên là đâm ra là nhiều lúc là cũng không được là ấy, thỉnh thoảng nó vẫn bị rớt mạng, như con gái nó học hành sau đó phải tìm hiểu lại, nó rất vất vả. Trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay, thành phố Hà Nội có 184 điểm thi với gần 4.000 phòng thi. Mỗi điểm thi đều có từ 2 đến 3 phòng dự phòng để đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 khi có thí sinh hoặc giám thị có dấu hiệu bất thường về sức khỏe.